Thưa quý vị, chiều nay, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Khuê Mỹ, quận Hòa Sơn. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc. Theo Đảng ủy phường Khuê Mỹ, triển khai thực hiện kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, được Đảng ủy phường gắn liền với triển khai thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 37 chi bộ trực thuộc với 856 đảng viên của Đảng bộ phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy, bám sát phương châm cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu. Đồng chí Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy phường trong thực hiện kết luận số 21, nhất là chú trọng tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Thường vụ Đảng ủy phường sâu sát cơ sở, qua đó đã kịp thời chỉ đạo giải quyết nhanh chóng hoặc kiến nghị cấp trên, xử lý rốt ráo các kiến nghị bức xúc của người dân, góp phần thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Đồng thời, trong thời gian tới, Đảng ủy phường cần bám sát 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã được thảo luận thống nhất. Sáng cùng ngày, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Mỹ An theo chuyên đề công tác này.